Sáng nay ngày 17 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Cani, sinh năm 1975, và bị cáo Trần Văn Ao, sinh năm 1952, đều thường trú tại Lâm Hà, mỗi bị cáo 10 năm tù giam. Bị cáo Trần Quốc Văn, sinh năm 1963, thường trú tại Trảng Bom, Đồng Nai, và bị cáo Ma Loan, sinh năm 1973, tại Đơn Dương, mỗi bị cáo 9 năm tù giam, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, biết chị Nguyễn Thị Ngọc, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh cần mua đá thiên thạch, các bị cáo Cani, Trần Văn Ao, Trần Quốc Văn và Ma Loan đã thống nhất giá bán đá thiên thạch để chiếm đoạt số tiền lớn của chị Ngọc. Như đã bàn bạc từ trước, Cani và Trần Quốc Văn lấy tên giả, đóng làm vợ chồng để làm môi giới mua bán đá thiên thạch. Trần Văn Ao và Ma Loan lấy tên giả và đóng giả làm con gái và con rể của chủ đá. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2015 đến ngày 12 tháng 11 năm 2015, bằng các thủ đoạn mượn tiền để mua dê cúng, mua két sắt đựng đá và tiền đặt cọc, các bị can đã chiếm đoạt của chị Ngọc số tiền gần 530 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là có tổ chức và xem thường pháp luật, Tòa Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Cani và Trần Văn Ao, mỗi bị cáo 10 năm tù giam, bị cáo Trần Quốc Văn và Ma Loan, mỗi bị cáo 9 năm tù giam, đồng thời buộc tiếp tục bồi thường cho người bị hại số tiền gần 90 triệu đồng.